phòng của cô dâu đây các bạn ạ. Phòng của cô dâu sẽ để ngoài các bạn. Phòng ngoài thôi. Phòng ngoài. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Lý Vlog nha. Hiện tại Lý đang có mặt ở thôn Nà 10, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay đi quay một cái video về đám cưới của người đồng bào dân tộc Dao. Sáng sớm ngày hôm nay thì hôm nay là khâu chuẩn bị các bạn ạ. Ô tô thì vừa chở đồ vào, chở dạ vào. Mọi người còn chưa đến làm việc. Phía bên này là nhà của chú rể. Hôm nay là bên nhà trai các bạn ạ. Phía trong này có một con lợn siêu to, nghe bảo vậy. Nghe bảo là đám cưới này thì tận 5 con lợn và một con bò. Đây mình sẽ đi ra bên này để cho các bạn xem con bò nhé. Này các bạn ạ, con bò to phết đấy. Con bò này sẽ phục vụ đám cưới vào ngày mai các bạn ạ. Ở nơi đây thì Lý thấy mọi người đa số là trồng rừng, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp các bạn ạ. Nhưng mà nhà thì ít ít nhà thôi, nhưng mà nhà đẹp lắm, rất giàu. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào xem con lợn ở đây xem to không nha các bạn nhé. Nghe bảo to gần bằng con bò luôn các bạn. Con chào ông nha. Đây là mình làm cái này để làm gì đây nhỉ? À, cái này kiểu như đan cái sọt đấy các bạn ạ, để cho gà xong là rượu dẫy vàng mã đấy nhỉ, kiểu như cái lấy đồ để mang sang bên nhà gái. Con lợn ở trong này hả ông? À, vâng. Vâng vâng. Tao cần ông nhé. Chị, em vào quay con lợn tí. Con ơi, về đây, bật điện trong này thì đang đun một nồi nước để mà thịt lợn đây. Mấy nồi á? Mấy nồi cơ. Thế là 5 con mà. Thịt cả 5 con cùng một lúc luôn à? Đúng rồi, à, còn 2 con chưa đuổi về nữa. À, còn 2 con chưa đuổi về, ở đây là có 3 con. Có 3 con, là con 1 con thôi. À. 2 con này là bình thường, còn con này là con to các bạn. Ui, nhìn to thật. Lý nghĩ con này nó phải tầm khoảng gần 3 tạ, to lắm. Phía bên ngoài này thì cũng đun nước để mà thịt lợn đây các bạn ạ. 5 nồi nước thịt 5 con lợn. Chị em bên này thì đang chuẩn bị bắc dạm. Đây toàn măng các bạn ạ. Măng mai. Đồng hành cùng Lý ngày hôm nay thì có bên tên là anh Thịnh, kênh Bản Sắc của Vùng Cao TV. Yeah, bên này thì anh Lưu, Triệu Lưu. Ta làm sai. Sai xong lại tháo, làm lại. Hai bác này là đi mổ trâu đấy. Mang cái cây này đi khiêng à? Đi... Khiêng thịt à? Mổ bò. Mổ bò. Rồi mình sẽ đi cùng các bạn ạ. Mang nhiều đồ về lắm.
mọi người dắt bò vào trong này rồi các bạn ạ. Mình sẽ vào xem mọi người mổ bò nha các bạn nhé. Đây, đằng sau hai bác đang vác gậy đi theo. Không biết ra được từ đâu các bạn ạ. Ở đây có một con suối. Vác gậy đi xiên để lướng. Ở đây có một con suối không to lắm, nhưng mà nước ở đây rất là sạch luôn. Ở đây mọi người toàn trồng rừng nhé các bạn. Ui, đường dập lắm. Mọi người ở đây chuẩn bị rồi. Hành trình. Buộc chân vào đi. Ai đâu đẹp. Này, vác cả ga vào đây đấy nhờ. Ui, mấy ông cameraman đã vào đây. Vào trong này khó luôn. To cái này mới làm được ăn này. Cái này không làm được lắm đâu. Ây dồi, giá 30 cân. Đó phải đám cưới mẹ. Nhiều quá nhỉ, chỉ nhanh nhỉ. Làm miếng to to anh. Thằng đấy, thằng đấy. Toàn mật thôi. Mật nhiều nhỉ? Ăn hết rồi. Ừ. Không có mật còn à. Sắp chạy à. Toàn mật ra. Toàn mật. Thôi rồi. Mật với ngon chứ. Thế mà định lấy cái gì? Lấy con nó. Làm tí cho nó đủ đôi. Ôi trời ơi. Nhiều. Ở cái chế lẻ đó. Vâng. Em bác đi trả bảo em. Mày. Ở trong đá đó tụ. Cái này trước người ta lấy có cái hốc sẵn rồi. Cái này nó làm con chiếu rồi. Ừ. Kéo có con này. Thật ra mà nhìn cái đưa vừa mà ông về. Sợ cái mông mình lắm rồi. Quay lúc mình làm việc chứ vất vả chứ. Kiểu bông cô ăn nó phải mặc không dẫn. Không phải đâu, cái này thôi. Ghê. Thấp phức. Cười tươi là tí. Vẫn làm mấy chị em này vất vả lắm. Bóc tỏi rồi là thế này mai mọi người làm đừng sao hả chị ơi, ngày mai bảo mọi người đến phải ăn nhiều vào á. Em tưởng là phải uống rượu nhiều. Phải uống nhiều, ăn nhiều chứ. Làm có cái này cũng ăn nhiều. Cái góc phù lòng đó chị em. Ok, có khi khả năng là tí đăng luôn. Cho mọi người biết được. Trực tiếp thôi. Trực tiếp luôn nhé. Đòi hỏi cao quá. Đòi hỏi cao quá. Thôi làm vất vả nhưng phải kêu gọi mọi người ăn chứ. Có nghề làm phải có nghề ăn phải không? Đúng rồi. Là chỗ nào sống phải ở đây cả.
tăng. Mấy chị em sinh gái như thế này mà làm ăn rồi mọi người không ăn được một tí. Ăn thì thấy ngon rồi nhỉ. Mấy đứa sinh thế này toàn mấy em hay cả lắm hay cả sáu ngày thì khỏi. Chắc khi ăn đừng có nhìn món mà nhìn bọn em xong rồi mà anh cứ đút vào mồm rồi mà đi. Đám cưới hôm nay có được một cô mặc quần áo dân tộc các bạn ạ. Ngày mai chắc khả năng là nhiều tí. Mai người ta đến nhiều cô ở đây không qua mặc đâu. bây giờ là đang làm bếp nên là nóng quá mọi người in mặc. Ngoài bản ba thì nhiều người mặc. Ta bảo ăn đám mà ta mới mặc ô. Tiết canh, tiết canh chứ. Bữa chính ngày mai nhiều món lắm các bạn. Bạn này là đang vắt tỏi, vắt lấy nước để lấy cái nước tỏi này về để làm món khâu nhục. Cái này là gia vị. Đi đó ha. Số này khả năng là rượu đấy nhỉ? À. Rượu đây. Xách một ca thôi, không lấy nhiều. Hôm nay là bữa nhát thôi, chưa phải bữa chính. Hết một ca này là ok rồi. Xin chào các bạn nhé. Sáng sớm ngày hôm nay thì Nghiệp tiếp tục ở nơi đây để đợi bên nhà gái về các bạn. Nhà đã về được một lúc rồi. Ngủ vẫn chưa biết đường dậy. Cô dâu mặc quần áo chuẩn bị xong rồi đấy. Em bên này là phụ dâu. Hai em phụ dâu. Hai em phụ dâu để xong rồi. Còn cô dâu nữa thôi. Bây giờ vẫn còn sáng, hơi mờ mờ một tí. Hơi trời sáng. Vẫn như kiểu ngày xưa là mang theo một cái hòm các bạn. Nhưng mà ngày xưa thường là cái hòm gỗ. Bây giờ cải tiến hơn là hòm sắt rồi các bạn. Sắt hoặc là inox. Mỗi cắn inox đấy. Cắn inox. Bên này thì hai thầy khen. Giờ đó giá giá. Lại cái mồm lúc thật ghét này. Làm phát tát. Đéo nói được. Vải nó phát. Anh vải hỏi em. Thầy khen thì đã ra ngoài này đợi rồi các bạn. Mặc quần áo xong là vào luôn. Rước dâu sáng sớm. Nhà tối lắm các bạn không nhìn thấy.
rồi. Đây. Bên này là phòng của cô dâu đây các bạn ạ. Phòng của cô dâu sẽ để ngoài các bạn. Phòng ngoài thôi. Phòng ngoài. Chưa được vào nhà. Tí nữa, đến giờ mới vào. Tí nữa vào còn bãi đường gì không nhỉ cô? Vâng. Tí nữa vẫn vào bãi đường bình thường. Đi vào bãi đường. Đây có nghĩa là đến đây là mình ăn cơ ăn thịt đã. Để sau này lúc nào cũng có ăn. Không làm ăn có ăn các bạn. Cô bên này là cha mẹ của cô dâu nhỉ? Không phải đâu. Không phải. Đây là phụ bái đường. À phụ bái đường. À. Có nghĩa là cô sẽ đứng giữ cô dâu ấy nhỉ? Hiểu rồi. Mình chia cô dâu, mặc quần áo sạch sỡ, mũ đẹp đẹp hơn. Thế là tầm mấy giờ mới vào nhỉ cô? Một tí thôi, tầm 3 phút. Có nghĩa mình ăn xong cơm đây xong rồi mình vào luôn. Ăn cơm xuống là cơm vào luôn. Vừa ăn để lấy lộc thôi các bạn. Không phải để ăn no đâu. Tí nữa ăn no sao? Đây là bà của cô dâu các bạn ạ. Cầm cái dây và cho cô dâu không biết sẽ buộc hay là để ở đâu các bạn ạ. Để ý xem. Sẽ buộc ở đằng sau ạ. Có phải buộc không? Buộc. Để à, để ở vai. Cái miếng này mục đích là để làm gì nhỉ? Để cho ma. À, có nghĩa là để tổ tiên mình xác nhận là ma mới nhận. Là đây là con dâu nhà mình. Thế bên này là bác này để cái xứng lễ để đây để mà làm lấy bãi đường các bạn ạ. Sẽ lấy chén đũa rồi là gan lợn rượu để chuẩn bị làm cái lễ bãi đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi giày không đi sắt đi chân đất thẳng hơn chân đất đấy thẳng xe bộ con này mình đấy thì nó đau quá chân rất là mà bỏ nói thì là đây nhỉ không đi thì vẫn không đau sao quá chúng mới đau quá lùi đau à chân thấy bảo chú gì đi chân đất trong ngày cưới không nói lại nghe lại đi chân trần chân trần này đi này đau quá hai con miệng diện này không phải khi nói nhỉ này gì thì cứ này này mà hiu mày vó hả là đau này này hả cũng cũng yếu đấy cũng giấy xi tôi cũng đau rồi này gì nóng hay mát hơi nóng ba cái ba bốn cái đây là kiểu hỏi thôi, biết tâm này là kiểu như trong tâm của mình là đã gọi là vui vẻ đấy. Kiểu gì chả được vỡ rồi nên là chịu khó đấy gọi là cứ bảo là mát thôi. Đấy người ta gọi là nóng lòng. Nóng lòng hồi hộp. Nóng lòng hồi hộp. Còn đẹp trai thì không nhìn thấy nữa. Đẹp trai thì tí nữa mới mở ra. Xong. Cái này là xong rồi đấy. Ok. Cảm ơn mình xem đoàn. Vừa rồi chú rể sẽ làm lẫn nhau lắm nhau. Rồi. Bây giờ hỏi chú rể xem muốn nhìn. Đi sang bên kia xong quay lại. Thank you.
Thank you.
Cười tươi tí cho xinh gái là tô đẹp trai là dạ, trai xinh gái đẹp anh em ơi. Anh quay phim thôi. Chụp ảnh thì các em tự sướng còn giỏi hơn anh. Sao mà anh mời Diều đi cho nó vui vui đi, quay cho nó vừa mời xong rồi, bây giờ không được mời lần hai nữa, nếu mời lần hai thì bị phạt. Bây giờ là cô dâu chú rể đang mời khách, mời các cô chú. Chỉ một chiếc đèn pin nhỏ có thể chiếu được cả công trường rộng lớn. Các bác xây dựng, bảo vệ, lái xe hay đi làm đêm thì không thể được.